Cảm ơn các bạn đã ủng hộ video của mình, chúc các bạn một ngày vui vẻ. Hắn là diệp gia đệ nhất phế vật. Năm năm trước cả gia tộc bị người ta giết chết, chỉ mình hắn sống sót. Nay hắn trở về để trả thù, mang trong mình sức mạnh của người tu tiên. Vài viên đan dược cũng có thể chữa khỏi bệnh ung thư. Tùy tiện viết vài chữ, liền thành công pháp đỉnh cao. Những kẻ chọc tới hắn điều sẽ không có kết quả tốt. Ở tập trước, Hạ Nhược Tuyết không nghe lời mẹ, nên bị nhà họ Hạ tiếp quản công ty, thẻ ngân hàng cũng bị khóa nên cô chỉ còn cách ở nhờ nhà Tôn Di. Trong lúc Nhược Tuyết và Diệp Thần gây nhau về chỗ ngủ thì Tôn Di lên tiếng, hôm nay Nhược Tuyết sẽ ngủ với tôi. Nhìn thấy Nhược Tuyết bị nhà họ hạ chèn ép đến nổi không có cả tiền sinh hoạt, không có chỗ nào dám nhận cô làm việc. Diệp Thần thậm chí có chút đồng tình, bất quá ba ngày sau tập đoàn thiên chính, bắt đầu hoạt động là lúc đang dùng người, mình có thể dùng hạ Nhược Tuyết. Người khác sợ hạ ra, không có nghĩa là Diệp Thần hắn sợ. Hắn nhìn về phía hạ Nhược Tuyết, cười một tiếng, Tôi có thể cho cô một công việc." Hạ Nhược Tuyết nghe được câu này, nàng chưa vội trả lời, mà là mở to mắt nhìn Diệp Thần. Theo nàng rõ ràng, Diệp Thần thứ duy nhất đáng tiền trên mình chính là to thuốc lần trước, chẳng lẽ tên này còn có sản nghiệp gì khác? Không đúng, tên này cũng có một tấm thẻ bên trong cũng không thiếu tiền, tên này chẳng lẽ là nhà giàu ẩn hình. Hạ Nhược Tuyết giống như có bụi trong mắt, trong mắt chớp chớp, nói, "Ta đó giờ chưa chủ động xin việc với ai, nhưng lần này, Diệp Thần, ngươi nhất định phải dùng ta." một khi ngươi dùng ta ngươi liền phải chuẩn bị cho tốt tâm tư công ty của ngươi tất nhiên sẽ bị hạ thị cố tình chèn ép đến lúc đó công ty đừng nói có thể sinh lời hay không việc tồn tại cũng khó khăn phỏng đoán bây giờ toàn bộ hoa hạ cũng không người nào dám dùng ta cho dù là làm lễ tân cũng không được diệp thần tự nhiên không sợ hạ ra nói ta dám dùng ngươi ngươi dám đến giúp ta sao ngươi chắc chắn chắc chắn diệp thần thành khẩn nói nghe được diệp thần khẳng định hạ nhược tuyết khôi phục một ít khí chất của một nữ tổng tài giàu kinh nghiệm nghiêm túc nói công ty ngươi ở nơi nào vốn đăng ký nhiều hay ít là loại hình doanh nghiệp gì có những chính sách hỗ trợ gì diệp thần giật mình gãy đầu một cái giải thích ách công ty còn chưa có thành lập cũng nhanh thôi sản nghiệp vẫn cong chưa chắc chắn hạ nhược tuyết liếc diệp thần một cái đoán được diệp thần là vì ước hẹn nửa năm với mẫu thân mới dự định mở công ty nàng không khỏi thở dài một hơi thật là người không biết không sợ à diệp thần căn bản không biết hạ ra kinh khủng dường nào hoa hạ nhìn bề ngoài có những gia tộc giàu có khủng khiếp nhưng chỉ có một số ít người biết đến sự giàu có kinh khủng là những gia tộc trong nhóm tài chính diệp thần ở nơi này chỉ có chút tài chính trước mặt vẫn là quá nhỏ bé nhỏ bé đến mức bất kỳ người nào đều sẽ coi thường hắn hắn cái gọi là nửa năm ước hẹn chỉ là châu chấu đá xe không biết tự lượng sức mình trong lòng nhiều tuyết có chút bùng bã nàng cảm ơn diệp thần vì nàng làm hết thảy những điều này nhưng cuối cùng phải đối mặt thực tế Thực tế chính là không được bao lâu, nàng vẫn là phải trở lại hạ gia, mà Diệp Thần sẽ biến thành một vị khách qua đường trong cuộc đời nàng. Cùng lúc đó, ở một tòa biệt thự lộng lẫy, Hạ Mẫu dựa vào trên ghế salon, vóc người nở nang, năm tháng ở trên người nàng không có bất cứ dấu vết gì. Tay phải cầm một ly rượu chát, tỉ mỉ thưởng thức. Nàng nhẹ nhàng lên tiếng, "Chuyện ta bảo điều tra sao rồi?" Người đàn ông bận Âu phục trên tay cầm một văn kiện, thận trọng trình bày, "Phu nhân, đây là tin tức ngài muốn." "Phu nhân" căn cứ ta điều tra với bác sĩ riêng của tiểu thư người kiểm tra báo cáo mang thai hẳn là không có bất quá hạ mẫu nghe được nửa câu đầu còn có chút vui vẻ nghe được bất quá cũng có chút biến sắc nói rõ ràng bất quá tiểu thư ngày đó rời biệt thự uống rượu sau đó về nhà một cô gái tên là tôn di ngủ lại mà tôn di trong nhà có một nam nhân khác ở cùng chính là người phu nhân lệnh cho chúng tôi điều tra căn cứ thông tin thu thập không loại bỏ có phát sinh quan hệ còn như có mang thai hay không còn cần quan sát hạ mẫu nghe đến đây vô cùng tức giận vun tay nén vỡ ly rượu nắm quả đấm thật chặt nếu như cái thằng nhóc này thật sự làm bẩn nhiều tuyết ta muốn hắn chết nói cho ta lai lịch tiểu tử này người đàn ông gật đầu một cái vội nói cái thằng nhóc này lai lịch có chút cổ quái dùng tất cả thủ đoạn căn bản khâu tra được bất kỳ tin tức nào thật giống như hắn từ trên trời rơi xuống nhưng chúng tôi dự đoán anh ta là người thiếu gia còn sống sót của nhà họ diệp sau sự kiện biệt thự vân hồ hạ mẫu rơi vào trầm tư Năm năm trước Vân Hồ Sơn Trang mặc dù sự việc phát sinh ở Ninh Ba, nhưng là chấn động toàn bộ tỉnh Chiết Giang. Dẫu sao đắc tội vị kia ở Kinh Thành là một nhân vật lớn. Đối với Diệp Gia nàng cũng được biết sơ qua, một gia tộc xa sút ở địa phương nhỏ, căn bản không có thực lực gì, liên hệ võ đạo cao thủ cũng không có, chỉ có một xí nghiệp là tập đoàn thiên chính. Coi như Diệp Thần thật đến từ Diệp Gia thì như thế nào? Mất đi phụ mẫu, hắn chỗ dựa vào cũng không có. Hạ mẫu phỏng đoán Diệp Thần vì không muốn gia tộc bị tận diệt, nên muốn gia nhập hạ gia chúng ta. Dùng thế lực của hạ gia để trả thù cho ba mẹ mình, thật là một ý tưởng buồn cười. Lúc này người đàn ông lên tiếng, nếu theo suy đoán của phu nhân, hắn không nên đưa ra ước hẹn nửa năm, có thể anh ta còn một thế lực khác sau lưng. Hạ mẫu cười lớn đầy tự tin, một tên diệt tộc phế vật, còn dám ở trước mặt ta nói ra những lời hù dọ đó, nửa năm, để ta xem anh ta làm thế nào để vượt qua nhà họ hạ a Chạn vạng tối ở khu nhà ở Đại Đô, Diệp Thần đang đứng ngoài ban công, lẩm bẩm, nhà có thêm người, mọi sinh hoạt lại trở nên rắc rối. Đêm nay đi tắm thì mở cửa vào đã thấy hạ nhược tuyết bên trong, lại còn bị tác. Đến nổi đi vệ sinh cũng bị đụng hàng với tôn di, thật là nhức đầu. Tạm gác chuyện hai người phụ nữ, Diệp Thần nghỉ tới chuyện của thẩm hải hoa, vấn đề hắc đạo, thì một mình Giang Nam Vương đã ổn, về mặt hàng kinh doanh thì trong tay mình đã có nhiều loại đan dược. Vấn đề hiện tại là sự ủng hộ của quân đội, dù sao hắn cũng không biết rõ về Bạch Lý Băng vì vậy cô ấy có thể không sẵn lòng giúp đỡ diệp thần đã nói vấn đề bạch lý băng cho diệp lang thiên hy vọng bên phía anh ta có thể tiếp cận diệp thần không nghĩ nhiều nữa vừa mới chuẩn bị xoay người rời đi đột nhiên hắn cảm giác được cái gì con ngươi co giúp một cái vậy ánh mắt lạnh như băng trực tiếp nhìn về phía đối diện trên sân thượng cao ốc đối diện lại có người trong bóng tối giám sát hắn diệp thần xoay người vào trong trên mặt hiện lên nụ cười quỷ dị cùng ta chơi trò chơi thợ săn và con mồi ừ Diệp thần ta ngược lại phải xem xem người nào mới thật sự là thợ săn. Trên cao ốc đối diện là một người đàn ông cao to, hắn chính là đội đột kích long hồn ứng kình. Ngày hôm nay ứng kình, buổi chiều mới vừa xuống máy bay, hắn liền tới đây quan sát xem Diệp thần là người như thế nào. Thông qua hai cái video Bách Lý Băng gửi tới, người này cực kỳ nguy hiểm, hẳn là người tu võ. Nhưng quan sát nửa ngày, hắn căn bản không nhìn ra thằng nhóc này trên mình có điểm gì đặc biệt. Kết quả một đêm ở đây là để xem Diệp Thần ở bàn ăn trộm thức ăn, một người tu võ sao có thể làm như vậy. Nếu như đem Diệp Thần bỏ vào trong một đám người, căn bản sẽ không có người nhận ra. Hắn định quan sát Diệp Thần lần nữa, thì thân ảnh Diệp Thần ở Lan Can đột nhiên biến mất. Hóa thẳng một đạo hư ảnh xuất hiện phía sau hắn. Ứng kinh, kinh hoàng trong đầu, hắn biết khoảng cách từ hắn đến căn hộ của Tôn Di, hơn 80 mét vậy trong chớp mắt đã xuất hiện bên cạnh hắn. Quả nhiên là cao thủ. Một giây kế tiếp, quanh người diệp thần khí lưu phun trào một cổ kinh khí kinh khủng cuộn tới Trung quanh từ trường tựa như cũng biến hóa diệp thần tung quyền lao tới ứng kình cảm giác được một đạo sát ý lạnh như băng vội vàng một quyền nghênh đón bành tiếng va chạm vàng dội ứng kình một quyền đáp trả này lập tức hối hận bởi vì đối phương thực lực quá mức bá đạo tựa ngàn cân đây là loại quái vật gì cánh tay hắn giống như bị một đạo lực lượng cực kỳ đáng sợ nghiền ép cánh tay cũng chấn động đã tê dại thực lực tên tiểu tử này quá kinh khủng hắn muốn đánh nát cánh tay mình sao ngay lập tức diệp thần lại tung một quyền nữa nhưng ứng kinh lựa chọn né tránh chứ không đối đầu không hề do dự diệp thần trên không trung một chân trực tiếp đập xuống nếu như bị một chân này đập trúng hẳn phải chết không thể nghi ngờ ứng kinh sắc mặt tái nhợt vội vàng bước chân đạp một cái cả người nhảy lên cao tránh xa tập kích chân diệp thần hạ xuống trên sân thượng tạo thành một vết nứt dài tránh được sao thực lực cũng không tệ Thừa cơ hội vừa rồi, ứng kinh đã đi vòng ra sau Diệp Thần, một quyền hướng Diệp Thần đánh tới. Hắn chắc rằng đoàn này Diệp Thần không thể né tránh. Nhưng Diệp Thần lại nở một nụ cười quỷ dị, quyền của ứng kinh không thể chạm tới Diệp Thần, mà bị chặn lại bởi khí lưu, như một bức tường vô hình. Ứng kinh lúc này sợ hãi, hắn phát hiện những tin tình báo mà mình có được điều sai. Diệp Thần không phải một nhà võ đạo, mà đích thị là một người tu luyện. Hết mươi 44 hẹn sớm gặp lại mọi người các bạn quan tâm video cho mình xin một like và một đăng ký để nhận được thông báo video mới nha mình rất cảm ơn